Kính chào quý khách hàng đã đến với ô tô Phú Cường. Và em là Trọng Quân Lĩnh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả quý anh em, quý khách hàng, một chiếc xe tải mang thương hiệu Phong. Bên cạnh em là một chiếc bột đỏ rất là to. Mẫu xe này là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc luôn đấy quý khách hàng. Xe này rất là to luôn đây. Và chúng ta có thể thấy là mẫu cabin nó là J6L, thùng dài 97 luôn, thùng inox nha. Và con xe này nó chỉ có tải trọng đăng ký chở là quý khách hàng có thể đoán là bao nhiêu không ạ? Xe này đăng ký tải là 7 tấn 9 thôi. Đấy, chỉ là 7 tấn 9 nhưng mà thiết kế thùng hàng rất là bự như thế này luôn, để phục vụ cho quý khách hàng vận tải hàng các công ty, chở hàng nhẹ. Đấy, rồi cùng ô tô Phú Cường khám phá về mẫu Phao nhập khẩu J6L. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát luôn cái thùng hàng. Đấy, vì là cái xe này nó khác biệt là cái tải trọng thấp nhưng mà được thiết kế thùng hàng rất dài rất to. Kích thước chiều dài là như Lĩnh đã nói, thùng hàng chiều dài 9.7 đấy là chiều dài. Chiều cao thì từ mặt sàn lên đỉnh là 2.15 và chiều rộng của thùng hàng 2.35. Đấy là về tổng quan về kích thước thùng. Rồi, về cái thùng hàng thì bên Phú Cường Lĩnh đóng, chúng ta có là bẩn inox. Đấy, chúng ta có bản lề inox, con lương inox nè. Rồi, tất cả các khóa tôn bằng inox luôn. Đồng thời, thiết kế thùng hàng ở vách trước. Vách trước thì bên Lĩnh bắn một lớp inox dập lame bằng lên giáp cabin luôn. Đấy, rất là tiện lợi ha khách hàng. Đồng thời, mẫu xe này thiết kế về phía trên bẩn. Phía trên bẩn thì bên công ty Lĩnh thiết kế là mở vỉ được. Đấy, vỉ trống hết tất cả các vỉ luôn ha. Đấy, không những ở bên hông, 8 vỉ bên hông mà chúng ta ra phía sau luôn, mở được vỉ phía sau luôn quý ha. Đó là về cái thiết kế thùng hàng. Rồi, cùng Trọng Quân Lĩnh khám phá về thiết kế ngoại thất của xe. Về ngoại thất chúng ta có thể thấy đây là cái logo Phao số 1 luôn. Và cabin này là cabin được nhập khẩu nguyên chiếc. Xe đi cầm đèn chúng ta thấy là thiết kế đèn halogen. Phía dưới chúng ta sẽ có đèn sương mù. Và thiết kế đèn cái gương không biết là. Về cặp gương, chúng ta có một cái gương còn lòi phía trước nè. Đây, và cặp gương hộp nhìn rất là cứng cáp và quý khách hàng, khung cứng cáp luôn. Ngồi rất là êm mà nhún luôn quý khách hàng. Và đây là cabin xe Phao J6L. Chúng ta có thể là đang ngồi ghế tài. Ghế tài chúng ta có trang bị ghế hơi này rất là êm, chỉ ghế tài thôi nha, chứ còn anh phụ không có đâu. Đó, tại vì anh phụ xe nó có thiết kế thêm một giường nằm nữa mà. Đấy, thì chúng ta có thể anh phụ anh kể thể anh mày thể ra phía sau nằm nghỉ. Cùng với đó chúng ta có thể thấy không, khoang cabin rất là hiện đại luôn. Đầu tiên chúng ta có vô lăng 4 chấu tích hợp còi. Xe đây vừa có thêm trang bị còi hơi nút chỗ này đấy quý à, có nút còi hơi luôn nè. Trang bị thiết kế đồng hồ rất vàng, đồng hồ rất dễ nhìn, dễ quan sát luôn. Đấy, vô lăng thì tất nhiên có trợ lực rồi, nó nhẹ nhàng. Cùng với đó chúng ta có cần số đi 8 số tiến, 2 số lùi, 2 tầng nhanh chậm. Rồi chúng ta có thể thấy dàn thiết kế xe chúng ta, nó trang bị sẵn là AM radio nè. Chúng ta có chế độ là máy lạnh tự động luôn nè, auto luôn nha quý thằng. Rồi trong cabin thì chúng ta sẽ tính năng chúng ta sẽ quan sát những cái cặp gương. Đây, cái gương bên tài nè, đó, to, nó rõ, nhìn rất dễ dàng, hạn chế tối đa đi màu không, nhìn rất là an toàn ha. Và chìa khóa đây, chìa khóa có khóa từ xa luôn, remote từ xa luôn cho chúng ta. Đấy, đấy rất là tuyệt vời luôn quý hà. Xe chúng ta là cabin điện có nút chỗ này luôn quý hà. Đấy, đấy, nếu mà chưa này chúng ta bấm vô cái này cái là xuống chúng ta mở các cabin vô cùng dễ dàng. Rồi, để các cabin chúng ta kéo cái này lên và chúng ta bấm nút, ngồi chúng ta bấm thôi và cabin nó sẽ tự động nâng lên. Lên đó quý thằng, nó đủ hơi nó sẽ nâng lên nè, để chúng ta cùng khám phá cái phần cái động cơ của chiếc xe này ha. Xe Phao trang bị máy Phao và đặc biệt xe trên này 6 máy đây quý thằng, 6 máy rất là khỏe luôn, 6 xi lanh. Và cái xe này mang dung tích lên đến là 5.700 quý thằng, dung tích 5.700 luôn, xúc của nó lên đến là 220 mã lực. Đấy, nó khỏe rồi nên nó chạy hàng rất là dễ dàng và nó sẽ chạy rất tiết kiệm nhiên liệu. Hiện tại con xe này, chiếc xe này, mẫu xe này luôn
với mức được tiêu hao nhiên liệu 100 cây số chỉ rơi vào cỡ 17 lít thôi quý hà. Xe chúng ta đi là thiết kế lốp nhập khẩu, kích thước là 10.00R20 nha quý hà, rất là to ha. Xe chúng ta thiết kế rất là bự luôn. Đây, phanh hơi, xe chúng ta trang bị phanh hơi này và các bình chúng ta có nút khóa bình lại nè. Đây quý hà, phía sau lốp nó giống y như lốp trước luôn. Đây, nó đồng lốp, tất cả các lốp đồng nhau. Ở sau thì chúng ta sẽ có trang bị một lốp dự phòng thôi nha quý thằng. Xe của chúng ta trang bị một bình dầu làm bằng hợp kim vô, rất là chất lượng theo quý thằng, và nó rất là to quý thằng biết không, nó có sức chứa lên đến là 300 lít luôn đấy quý thằng. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có một bình trâu đấy, bình này là chứa ure dung dịch xử lý khí thải ha quý thằng. Xe chúng ta làm cái chuẩn khí thải Euro 5 mà, chúng ta phải thêm cái này nữa. Chất xì xe rất là dày luôn quý thằng, cực dày luôn, chất xì hai lớp luôn quý thằng, hai lớp nè, rất là dày luôn, cực kỳ chịu tải rất là tốt luôn. Đây chúng ta cắm dành cho chiếc xe, đúng là một con xe nhập khẩu nguy con mà quý thằng. Rồi chúng ta tiếp tục coi hệ thống treo trước của xe luôn nè. Đây hệ thống treo trước của xe, nhíp lá ha, 1 2 4 5 6 7, xe trang bị 7 lá nhíp phía trước rất là dày luôn. Xe phao G6L chúng ta trang bị phía sau là cầu láp nha quý thằng. Đấy, cùng với đó thiết kế chúng ta có thể bây giờ nhíp rất là dày luôn, lá cực dày luôn quý hà. Phía dưới chúng ta đi là trang bị 7 lá rất là dày, phía trên chúng ta trang bị 6 lá không, có trực tiếp vào chassis. Chassis đã dày rồi, nhíp lá rất dày luôn, đảm bảo cho chúng ta chịu tải rất tốt. Và hiện tại em phao G6 này quý hà, chúng ta sở hữu nó rất là dễ dàng luôn. Chúng ta đầu tư trước, chúng ta phải có vốn tự có của chúng ta từ 280 củ trở lên là chúng ta nhận xe. Thủ tục hiện tại thì ngân hàng cho vay rất dễ dàng, quý khách hàng chỉ cần cung cấp căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh, nếu mà chưa thì chúng ta làm thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân đấy là ok. Thủ tục vô cùng nhanh chóng gọn lẹ ha. 940 củ là sở hữu ngay chiếc phao G6L nhập khẩu nguyên chiếc, xe có một trắng một đỏ đấy, đầy đủ luôn, và hiện tại có sẵn tại ô tô Phú Cường. Tháng 10 vợ chồng đồng lòng chúng ta cùng mua xe tải nhận ngay ưu đãi, hãy đến với ô tô Phú Cường